những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Quan chức Ukraine, Nga là quốc gia khủng bố, vì thế không nên nói chuyện mà phải tiêu diệt. Đức cung cấp cho Ukraine gói vũ khí lớn trị giá 500 triệu euro diễn biến khó lường, Điện Kremlin điều lực lượng an ninh FSB Nga khẩn cấp chặn đà tiến của quân đoàn tự do Nga ở vùng Belgorod. Không ngại chọc giận Nga, lãnh đạo một nước NATO cho phép hàng chục công dân tới Ukraine chiến đấu. Nga tuyên bố kiểm soát thêm gần làng Avdivka. Lô diện UAV sát thủ bay xa 1.000 km được Ukraine dùng để tấn công 13 nhà máy lọc dầu Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quan chức Ukraine, Nga là quốc gia khủng bố, vì thế không nên nói chuyện mà phải tiêu diệt. Kính thưa quý vị, Nga là một quốc gia khủng bố và trong thế giới hiện đại, người ta không nói chuyện với những kẻ khủng bố mà tiêu diệt chúng. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, nhấn mạnh trên chương trình truyền hình quốc gia rằng, đàm phán hòa bình sẽ như thế nào với Nga nếu nước này là kẻ xâm lược? Đây là một quốc gia khủng bố. Ông lưu ý rằng, mọi người phải công nhận Nga là một quốc gia khủng bố, thì mới có thể nói về bất cứ điều gì sau đó. Thưa quý vị, ông Danilov nhấn mạnh thêm rằng, nhưng hãy nhớ rằng, không ai nói chuyện với những kẻ khủng bố trong thế giới hiện đại đơn giản là bắt và tiêu diệt chúng hơn nữa kiểu đàm phán nào hay nghe những luận điệu của putin đó là những cuộc đàm phán gì khi nào họ nói về chúng họ có một nhiệm vụ hoặc là sự đầu hàng tại istanbul điều mà họ từng muốn thúc đẩy hoặc điều gì đó tước đoạt chủ quyền của chúng ta tước bỏ quyền tồn tại hoàn toàn của quốc gia chúng ta đó là toàn bộ đề xuất của liên bang nga Đồng thời ông nói rằng nếu không có Ukraine thì không có ai có thể quyết định số phận của Ukraine. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai, không một quốc gia nào quyết định bất cứ điều gì mà không có chúng tôi nếu không có ý chí của người dân chúng tôi. Ông lưu ý, nếu ai cho rằng Ukraine cần phải mất lãnh thổ và chủ quyền thì hãy để họ từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền của mình. Ông Danilov nói, Chúng tôi có hiến pháp xác định rõ ràng biên giới của chúng tôi. Chúng tôi có đất nước của mình và chúng tôi hoạt động trong giới hạn do luật pháp của chúng tôi xác định. Ông nhắc lại rằng quan điểm của Ukraine về các cuộc đàm phán đã được biết đến và đã được công bố nhiều lần. Ông Danilov nhấn mạnh, hãy cút khỏi Ukraine và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện với các người về điều đó. Hiện nay, một số nước cho rằng tiến trình hòa bình không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga. Đặc biệt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng tiến trình hòa bình về cuộc chiến ở Ukraine sẽ không thể thực hiện nếu không có Nga. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ Wang Shikin cho biết, để giảm lao thang cuộc chiến, cần phải khuyến khích Nga và Ukraine khôi phục đối thoại trực tiếp, ngày càng nhanh càng tốt. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ mà không có Liên bang Nga. Đức cung cấp cho Ukraine gói vũ khí lớn trị giá 500 triệu euro. Ukraine sẽ nhận được gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro từ Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nói về điều này tại cuộc họp báo trong khuôn khổ cuộc gặp Grafstein, ấn phẩm Tagristow đưa tin vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 3. Ông Pistorius nhấn mạnh rằng, đây là nói cụ thể về gói hàng của Đức. Ấn phẩm viết, Ngoài ra, trong ngắn hạn, với nguồn cung cấp đạn dược tiếp theo, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước cuộc tấn công của quân xâm lược Nga. 10.000 quả đạn pháo được lên kế hoạch từ các kho của Bodeskwa. Ngoài ra, gói viện trợ mới sẽ bao gồm 100 đơn vị xe bọc thép cho bộ binh và 100 đơn vị thiết bị vận tải. Hiện chưa rõ thiết bị nào sẽ được chuyển giao. Trong bình luận với Radio Svoboda, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, đây là nhiệm vụ hàng ngày. Theo ông Pistorius, Berlin có kế hoạch mở rộng hợp tác với Ba Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất đạn dược, đồng thời giúp Ukraine hiểu rằng họ có thể tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ. Ông nói, có sự tiến bộ về đạn dược, một mặt nhờ sáng kiến của Cộng hòa Séc, nhưng chúng tôi cũng có thể sẽ công bố một gói hàng khác. Tại đây, hôm nay, mọi viện đang tiến về phía trước, đôi khi bằng những bước nhỏ và đôi khi bằng những bước lớn. Tuy nhiên điều chính yếu là việc cung cấp đạn dược không ngừng tiếp diễn. Đồng thời khi được hỏi liệu Ukraine có thể tin tưởng vào tin tức về tên lửa hành trình Taurus hay không, ông Pistorius trả lời: "Không, không, không có tin tức nào về điều đó cả." Trước đó, bộ trưởng Pistorius gọi cuộc tranh luận về khả năng cung cấp Taurus cho Ukraine là có hại. Theo quan điểm của ông, điều này có thể khiến nhu cầu phòng thủ cơ bản của Kiev không được chú ý đến. Diễn biến khó lường, Điện Kremlin điều lực lượng an ninh FSB của Nga khẩn cấp trận đa tiến của quân đoàn tự do Nga ở vùng Belgorod. Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 19 tháng 3 yêu cầu cơ quan an ninh xác định và trừng phạt các dân quân Nga thân Ukraine đã tham gia ngày càng nhiều vào những cuộc tấn công chết người tại khu vực biên giới. Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB rằng Vì những kẻ phản bội này, chúng ta không được quên phải xác định danh tính và trừng trị những kẻ này bất cứ khi nào và bất kể ở đâu. Những kẻ phản bội mà nhà lãnh đạo Nga nói ở đây là đề cập tới các nhóm vũ trang thân Ukraine thực hiện loạt vụ tấn công qua biên giới gần đây. Putin khẳng định toàn bộ nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của Nga, các nhóm dân quân thân Ukraine đều thất bại. Ông Putin tuyên bố, những nhóm vũ trang này hứng chịu tổn thất nặng nề trong khi bị những ông chủ ở nước ngoài coi như tốt thí. Họ đáng nhận như vậy. Các nhóm dân quân Ukraine là quân đoàn tự do Nga FLR, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga RVC tuyên bố kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Belgorod của Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định quân đội và lực lượng biên phòng thuộc FSB đã đẩy lùi những tay súng này, gây thiệt hại nặng cho đối phương trái với tuyên bố trên từ giới chức Nga. Mới đây thì chính quyền Moscow đã âm thầm ra lệnh sơ tán khẩn cấp người già và trẻ em ở vùng Belgorod trước đà tiến của lực lượng phản chiến. Nga quy trách nhiệm cho Ukraine về loạt vụ xâm nhập của những nhóm dân quân nói trên trong khi các vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ dọc biên giới có thể buộc Nga phải phân tán lực lượng để đối phó khiến tình hình an ninh tại khu vực này suy yếu, gây nhiều khó khăn cho Moscow. Quân đội Nga cùng ngày cho biết đã đạt được nhiều thắng lợi ở miền đông Ukraine. Trước tình thế khó khăn ở tiền tuyến, Kiev đáp trả bằng các vụ xâm nhập tấn công vào các lãnh thổ Nga giáp biên giới ngày càng nhiều. không ngại chọc giận Nga. Lãnh đạo một nước NATO cho phép hàng chục công dân tới Ukraine chiến đấu. Tổng thống Sát Peter Pavel vừa cấp phép cho 20 công dân của nước này tới Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Bất chấp điều này, chắc chắn khiến cho Moscow không vui. Hãng tin Anadolu cho biết, tuyên bố do văn phòng tổng thống đưa ra, tiết lộ rằng ông Pavel, người vừa nhậm chức được một năm, đã bật đèn xanh cho 20 chiến binh muốn tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga giúp Ukraine. Trong khi chỉ 20 người nộp đơn được chấp thuận để chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine, vẫn có 56 tình nguyện viên khác bày tỏ sự sẵn sàng tham chiến, nhưng phải chờ được cấp phép. Tuyên bố cho biết, yêu cầu cấp phép của họ đã không được ông Pavel chấp thuận. Theo truyền thông địa phương, cựu Tổng thống Séc Milos Zeman trước khi đó đã cho phép khoảng 150 công dân Séc chiến đấu ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine bắt đầu. Nếu không có sự cho phép của Tổng thống, công dân Séc không thể chiến đấu trong quân đội khác. Séc là quốc gia NATO dẫn đầu nỗ lực cung cấp hỏa lực cho quân đội Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược do Nga phát động nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Mới đây, tại Hội nghị An ninh Munich MSC diễn ra tại Đức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, Tổng thống Pavel đã công bố kế hoạch xét với mục tiêu cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Theo ông Pavel, trong tổng số 800.000 viên đạn sẽ có 500.000 viên cỡ nòng 155 ly và 300.000 viên cỡ nòng 122 ly, phù hợp với các hệ thống vũ khí mà các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine. Hôm 8 tháng 3 cập nhật về kế hoạch xét để cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine, Thủ tướng Peter Fiala cho biết, đến nay xét đã có thể quyên góp đủ tiền để mua được giao hàng đầu tiên 300.000 quả đạn pháo giúp Ukraine từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu trong một bài phỏng vấn gần đây tổng thống pavel cũng nêu quan điểm rằng quân đội nato có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ ukraine và điều này sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào theo tổng thống séc cần có sự phân biệt rõ ràng giữa việc triển khai quân chiến đấu và có thể đưa quân vào một số hoạt động hỗ trợ mà nato đã có kinh nghiệm là một cựu lãnh đạo ủy ban quân sự nato ông pavel nhắc lại sự kiện sau khi nga sắp nhập crimea một phái đoàn huấn luyện của NATO đã hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, từng có thời điểm hơn 15 quốc gia đã tham gia với quân số ước khoảng 1.000 người. Những tuyên bố trên của ông Pavel được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây gây tranh cãi khi tuyên bố rằng ông không loại trừ việc phương Tây triển khai quân đội đến Ukraine. Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng gần Aripka, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của nước này kiểm soát làng Olovka ở phía tây Adipka và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine trong khu vực. Bộ Quốc phòng của Nga vào ngày 19 tháng 3 cho biết, trên hướng Adipka, cánh quân trung tâm T-Center kiểm soát làng Olovka và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến. Lực lượng Nga đẩy lùi 6 đợt phản công của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 53 và 56 của Ukraine trong khu vực lân cận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất 125 binh sĩ, hai xe chiến đấu bộ binh và 5 phương tiện cơ giới trong khu vực trên. Lực lượng Nga phản pháo và bắn trúng một tổ hợp M109 Paladin do Mỹ sản xuất, một lựu pháo MSDAB, hai khẩu D20, một khẩu D30 và một pháo chống tăng MT-12 Rapira của Ukraine. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga kiểm soát làng Olovka, tuy nhiên giới chức Ukraine thừa nhận tình hình trên tiền tuyến khó khăn và hối thúc phương Tây thực hiện cam kết viện trợ quân sự. Kiểm soát làng Olovka là bước tiến mới nhất trong chuỗi thành công mà lực lượng Nga đạt được sau khi giành được áp tiếp ca. Sau khi để mất thành trì ở tỉnh Donetsk, Ukraine buộc phải rút về tuyến sau để phòng thủ. Các đợt chuyển vũ khí từ châu Âu đang chậm lại, trong khi năng lực ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bị hạn chế. Gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine của Mỹ đang bị mắc kẹt tại quốc hội nước này. Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 19 tháng 3, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nói viện trợ quân sự chậm trễ khiến các quan chức Ukraine bị sốc. Sắp hết tháng 3, những các cuộc thảo luận về lợi ích sống còn, chiến lược của Mỹ ở châu Âu vẫn chưa kết thúc, ông Kuleba nói. Lộ diện UAV sát thủ bay xa 1.000 km được Ukraine dùng để tấn công 13 nhà máy lọc dầu Nga. Ukraine tuần qua xác nhận thông tin sử dụng máy bay không người lái UAV tự sát tầm xa để tấn công ít nhất 13 nhà máy lọc dầu Nga. Các hình ảnh do truyền thông Nga công bố hé lộ mẫu UAV được Ukraine sử dụng. Tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Cơ quan an ninh Ukraine SBU tuần qua đã sử dụng UAV tự sát tầm xa, gây hư hại cho ít nhất 13 nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ của Nga tính đến ngày 17 tháng 3. Theo nguồn tin, thì các cuộc tấn công được các đặc vụ SBU thực hiện cùng với lực lượng đặc nhiệm và lực lượng chuyên phụ trách UAV. Không rõ Ukraine có các đặc vụ bên trong lãnh thổ Nga để chỉ thị mục tiêu cho UAV tấn công hay là không. Hôm 18 tháng 3, tờ Defense Express của Ukraine dẫn nguồn tin từ truyền thông Nga cho biết, mẫu UAV được Kiev sử dụng trong loạt các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu là UAV tầm xa, Luyeti, không phải là tất cả các cuộc tấn công đều thành công do Nga bố trí mạng lưới phòng không dài đặc. Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy một UAV luyện còn tương đối nguyên vẹn, dường như bị rơi do bị hệ thống phòng không đánh chặn. Tờ Defense Express cho biết, Nga đã sắp xếp sai mảnh vỡ UAV khi đặt động cơ ở đầu. Thực tế đây là động cơ đẩy bằng cánh quạt và được lắp ở phía sau. Lý do Nga nhầm lẫn có thể là vì mẫu UAV này rất giống UAV trên sát Bayraktar TB2 mà Ukraine sử dụng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống quân xâm lược. UAV Luyện tì chỉ mới được giới thiệu vào tháng 11 năm 2023. Đây là mẫu UAV do Ukraine tự phát triển. Dường như là ý tưởng từ mẫu bay Raktar TB2, khoảng cách xa nhất mà UAV này được sử dụng trong cuộc tập kết các nhà máy lọc dầu Nga là khoảng 1.000 km. UAV mang hai đầu đạn nặng 50 km. Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải hé lộ đầu đạn của UAV và đây là đầu đạn nổ phân mảnh, tờ Defense Express cho biết. Với trọng lượng đầu đạn nặng 50kg, UAV Luyetti được cho là có khả năng gây sát thương tương đương với UAV tự sát Shahed-136 Cheren-2 của Nga. Tuy nhiên, mẫu UAV Cheren-2 do Nga sản xuất có tầm bay vượt trội hơn hẳn, lên tới 2.500km. Không có thông tin về hệ thống dẫn đường và định vị được Ukraine trang bị cho UAV ti UAV không được trang bị camera để cải thiện khả năng xác định và tấn công mục tiêu. Vào ngày 17 tháng 3, Bộ Quốc phòng của Nga thông báo Ukraine sử dụng 35 UAV để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trong lãnh thổ Nga. Ở nhà máy lọc dầu Slavian, vùng Krasnodar, UAV của Ukraine bị bắn rơi, nhưng các mảnh vỡ của UAV này đã gây ra khỏa hoạn, Bộ Quốc phòng của Nga cho biết. Vụ việc cũng khiến một công dân nhà máy thiệt mạng. Trong thông điệp vào tối ngày 16 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Kiev cũng như phơi bày điểm yếu của Moscow. Theo tờ Kiev Independent, ông Zelensky cho biết, chúng tôi đã chứng minh năng lực tấn công các mục tiêu của Nga dùng phục vụ cho cuộc chiến chống quân xâm lược. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!